Chúng ta cùng học tiếp bài 1. Tiếng Anh lớp 4. Unit 1. My friends. Lesson 2. Trong tiết học này, chúng ta sẽ có 6 hoạt động. Đầu tiên, các em hãy cùng cô tìm hiểu một số từ vựng, cấu trúc câu hỏi và câu trả lời sẽ sử dụng trong bài. Ở trong bài học trước, Lesson 1 thì chúng ta đã được học cấu trúc câu hỏi Where are you from I'm from Vietnam bạn đến từ đâu tôi đến từ việt nam và trong bài này chúng ta sẽ thực hành câu hỏi đối với chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít Where is she from cô ấy đến từ đâu she's from Japan như vậy trong câu hỏi các em thấy chủ ngữ sử dụng là She. Cho nên động từ to be chúng ta sẽ dùng là is. Và trong câu trả lời cũng vậy, chúng ta sẽ có she is, viết tắt là she's. Tương tự đối với chủ ngữ he. Where is he from? Cậu ấy đến từ đâu? Thì chúng ta dùng chủ ngữ he, động từ to be cũng là is và trong câu trả lời chúng ta sẽ có là he is viết tắt là he's cậu ấy đến từ đâu cậu ấy đến từ singapore và để các em có thể thực hành được nhiều câu hỏi và câu trả lời thì chúng ta sẽ có một số danh từ chỉ tên nước như sau singapore nước singapore malaysia nước malaysia thailand nước thái lan Ngoài ra, trong bài học này chúng ta còn có cấu trúc câu hỏi và câu trả lời. Who's that? Đó là ai? It's my new friend. Đó là bạn mới của tôi. Trong phần này cô có thể gợi ý thêm, nếu như chúng ta muốn nói tên của bạn mới đó là gì, thì sau chữ friend, chúng ta có thể để dấu phẩy và kem viết thêm tên của người đó cũng được. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn kem thực hành từng phần của bài học. Ở hoạt động số 1, các em hãy quan sát vào bài, lắng nghe và lại. A. Who's that? It's my new friend. Where's she from? She's from Japan. B. Who's that? It's my new friend. Where's he from? He's from Singapore. các em vừa lắng nghe theo máy hai bài đối thoại ngắn: A. Who's that? đó là ai. It's my new friend. đó là bạn mới của tôi. Where's she from? cô ấy đến từ đâu. She's from Japan. cô ấy đến từ nhật bản. B. Who's that? đó là ai. It's my new friend. Đó là bạn mới của tôi. Where's he from? Cậu ấy đến từ đâu? He's from Singapore. Cậu ấy đến từ Singapore. Ở phần số 2, chúng ta sẽ lắng nghe, chỉ và nói. Đầu tiên thì các em có thể thấy câu hỏi. Chúng ta có thể dùng Where's he from? Hoặc là Where's she from? Cậu ấy đến từ đâu? Hoặc là cô ấy đến từ đâu? và câu trả lời tương ứng chúng ta sẽ có là he's from cậu ấy đến từ cộng với một danh từ chỉ tên nước hoặc là she's from cô ấy đến từ cộng với một danh từ chỉ tên nước. Phần này sẽ có bốn bức tranh của bốn bạn và chúng ta có thể thấy có sẵn danh từ gợi ý cho các em. Ví dụ ở tranh A chúng ta sẽ có danh từ Singapore, nước Singapore. Tranh B, Malaysia nước malaysia tranh c thailand nước thái lan và tranh d japan nước nhật các em có thể nghe lại các từ nhé singapore malaysia thailand japan và bây giờ chúng ta có thể thực hành như sau Where's he from? He's from Singapore. Where's he from? He's from Malaysia. Where's she from? She's from Thailand. Where's she from? She's from Japan. Ở bài tập số 3, chúng ta có thể dựa theo các bức tranh để thực hành lại câu hỏi và câu trả lời như vừa rồi. Where's he from? He's from Malaysia. Where's she from? She's from Thailand. Where's he from? He's from Singapore. Where's she from? She's from Japan. Ở bài tập số 4, chúng ta sẽ lắng nghe và đánh dấu tích. Các em có câu 1 và câu 2, mỗi câu có hai bức tranh A, B. Như vậy, chúng ta sẽ nghe xem máy đọc về bức tranh nào, chúng ta sẽ đánh dấu tích vào ô vuông tương ứng ở bức tranh đó. Ở bức tranh của mỗi bạn thì các em có thể thấy có những lá cờ và chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra được đó là những quốc gia nào. Chúng ta có thể tạm dừng video và tập nhớ lại cho cô các danh từ này các em nhé. Còn bây giờ, các em sẽ lắng nghe và đánh dấu để lựa chọn bức tranh đúng. One. Who's that? It's my new friend. Where's he from? He's from Malaysia. Two. Who's that? It's my new friend. Where's she from? She's from Thailand. Các em vừa lắng nghe theo máy và bây giờ chúng ta có thể xem lại nội dung mà các em vừa nghe để kiểm tra đáp án nhé. Ở phần 1, chúng ta sẽ nghe được là Who start? It's my new friend. Đó là ai? Đó là bạn mới của tôi. Where's he from? Cậu ấy đến từ đâu? He's from Malaysia. Cậu ấy đến từ Malaysia. Như vậy thì dựa vào nội dung đó, các em có thể chọn được đó chính là bức tranh A cho phần số 1. Còn ở phần 2, Who's that? Đó là ai? It's my new friend. Đó là bạn mới của tôi. Where's she from? Cô ấy đến từ đâu? She's from Thailand. Cô ấy đến từ Thái Lan. Như vậy thì chúng ta có thể dựa vào tranh và các em phải chọn cho cô bức tranh A cho phần số 2. Yêu cầu của bài tập số 5, nhìn, hoàn thành và đọc. Như vậy thì các em sẽ nhìn vào cái bức tranh, hoàn thành các câu và sau đó chúng ta đọc các câu này lên. Ở phần 1, where's she from? Cô ấy đến từ đâu? She's from. Cô ấy đến từ. Nhìn vào bức tranh, các em có thể thấy đây là một cô gái Nhật Bản. Chúng ta sẽ viết vào đây là Japan. Number 2, where's he from? cậu ấy đến từ đâu? He's. Và nhìn vào tranh, chúng ta có thể thấy bạn ấy đến từ Singapore. Chúng ta sẽ nói là he's from Singapore. Number 3, câu số 3. Ở câu hỏi này thì chúng ta sẽ còn thiếu từ để hỏi. Các em sẽ điền vào đây là where is. Hoặc là chúng ta viết tắt where's. Where's she from? Cô ấy đến từ đâu? và nhìn vào tranh thì Kem thấy cô ấy là ở Thái Lan. Và trong câu trả lời thì chúng ta còn có từ from nữa, cho nên Kem sẽ điền cho cô là from Thailand. She's from Thailand. Cô ấy đến từ Thái Lan. Number 4. Câu số 4. Where? Thì ở đây chúng ta cũng còn thiếu hai từ. Theo cấu trúc câu hỏi mà chúng ta đã học, các em có thể điền là Where he from? Cậu ấy đến từ đâu? Và ở đây thì đã được đưa sẵn cho chúng ta danh từ Malaysia. Ở phần đầu thì chúng ta còn thiếu chủ ngữ, động từ to be và từ from. Cho nên Kem có thể viết là he's from Malaysia. Cậu ấy đến từ Malaysia. Ở phần 6 Kem sẽ thực hành một trò chơi. Find someone who is from. Tìm xem ai đó đến từ đâu ở phần này thì các em sẽ được giáo viên phân công để chúng ta cầm những miếng giấy và có ghi tên của quốc gia ở trên đó một bạn sẽ đặt câu hỏi where are you from bạn đến từ đâu và người đó sẽ trả lời i'm from ví dụ như bạn này sẽ nói là i'm from america tôi đến từ nước mỹ sau đó thì hai bạn khác có thể thực hành đặt câu hỏi như câu hỏi mà chúng ta vừa học trong bài ví dụ đối với bạn nữ thì chúng ta sẽ dùng chủ ngữ she Đối với bạn nam, các em sẽ dùng chủ ngữ he để đặt câu hỏi ví dụ như sau. Where is she from? Cô ấy đến từ đâu? Và một bạn sẽ trả lời là She's from America. Cô ấy đến từ nước Mỹ. Còn đối với những bạn nam trong lớp, chúng ta sẽ dùng chủ ngữ là he. Các em cố gắng thực hành với bạn của mình thật nhiều lần trên lớp để có thể thuộc được cấu trúc câu hỏi và câu trả lời của bài. Và như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong tiết học ngày hôm nay, phần lesson 2 của bài số 1. Hẹn gặp lại các em trong video bài học tiếp theo.